Khi mà khát vọng kiếm tiền, làm giàu các bạn lên tới đỉnh điểm, thì đến cả việc tung đồng xu cũng sẽ kiếm ra cho các bạn hàng trăm tỷ đồng. Nhưng đầu tiên phải lựa chọn mặt ngửa hay mặt sấp. Tất nhiên rồi, là một con người chính trực, mình không bao giờ đi chọn mặt sấp cả. Mặt ngửa, và mình sẽ có bàn tay bấm vào nó, mình sẽ búng đồng xu lên ra mặt ngửa, mình được 1 tiền hay là 1 đô. Và khá chắc rằng là mình mà bấm vào biết ngay mà bấm mình mà búng đồng xu lên rơi vào mặt sấp là mình sẽ không được đồng nào. Nếu như thế thì auto click sẽ không giúp đỡ được gì nhiều trong chuyện này. Thấy không? Rồi. Ê, hơi xui nha. Theo bình thường á, tỷ lệ mà búng đồng xu lên á thì tỷ lệ nó sẽ là 50-50. 50% các bạn sẽ được mặt ngửa và 50% được mặt sấp. Và có vẻ như là nãy giờ cũng khá là chuẩn, bởi vì cứ một lần mình được ngửa thì lần sau mình sẽ được sấp. Đây ngửa này, lần sau sấp này. Thấy chưa? Chuẩn chưa? Game có vẻ khá là chuẩn trong cái tỷ lệ ngẫu nhiên ấy. Mình chỉ cần thêm 1 đô nữa là mình sẽ mở khóa được, nâng cấp tay khỏe hơn. Rồi, đủ rồi và mua. Bây giờ mình đã được nhân đôi cái thu nhập của mình, đã là 2 đô một lần mà ra được mặt ngửa. Đó. Được đấy. Nhưng mà mặt sấp thì luôn luôn là không đồng. Ây à, game đúng có vẻ căng rồi nè. Ê. 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 3 lần trượt liên tiếp. Ủa cái gì vậy? Rồi, thêm một lần nữa đi. Ê, đủ 6 rồi mà sao nó không cho mình nâng cấp cái này vậy? Rõ ràng đây là 6. Vậy là 6 này khác với 6 dưới này à? Ảo ma Canada vậy. Trời ơi. Rồi, đủ rồi. Nâng lên, bây giờ đã là 3. Và mình phải tích cóp có vẻ khá khá đấy để mình mở khóa được cái kỹ năng này này. Có thể búng tung được nhiều đồng xu hơn với giá là 75 đô. Nhưng mà mình nghĩ rằng có một cách nào đó để sử dụng được auto click chứ. Chứ cái này này này, cậu bấm liên tục thì nó cũng chỉ tung được có một lần thôi à? Nó không có kiểu tốc độ tung nhanh hơn ý. Nó có một cái thời gian cố định khi mà đồng xu bay lên và hạ xuống. Ai, nhưng không sao, mình có thời gian mà. Cùng lắm thì quay cái này hết tầm 4-5 tiếng đồng hồ thôi mà, có sao đâu. Em edit cắt video xuống còn tầm 10-15 phút được. Anh tin vào em. Ok. 74 đô rồi, thiếu đúng 1 đồng nữa thôi. Hơi cay nha. Ê, có mất 1 đồng cho nốt đi. Ê, cho nốt đi xem được không ạ? Rồi, tung thêm nhiều đồng xu nữa. Và tất nhiên mình sẽ có thêm một bàn tay nữa để tiếp tục búng đồng xu. Và bây giờ mình phải bấm nhiều hơn này. Đây, với việc có thêm bàn tay nữa thì có vẻ như là cái thu nhập của mình cũng hứa hẹn sẽ nhân đôi. Đấy, nhưng mà nếu mà ra xui xẻo như cái này này, như cái tay ban đầu này, cái tay này cũng thế luôn, cứ lắc được mặt sấp nãy giờ là hơi buồn nha. Đó, nhưng mà mặt ngửa thì rất là ngon. Rồi, và bây giờ mình sẽ nâng phát nữa. Bây giờ một lần ra được mặt ngửa đã là 5 đồng. Và bởi vì là cái số tiền càng lúc nó càng tăng cao, cho nên là cái lợi thế của việc kiếm tiền của mình nó càng lúc nó càng nhiều hơn. Ê, nãy giờ toàn mặt sấp không à? Ủa, số đen nhá. Ê, có cái chỗ nào? Ê, giờ để mình xem nào. Có cái nào có tỷ lệ không? Ủa, gì đây? Gamble. Bạn có phải là một người đánh bạc không? Tỷ lệ 50% nhân đôi tiền và 50% mất sạch tiền. Thôi, không chơi. Mình không chơi với cái đánh bạc này nhá. Tỷ lệ này, mình đã búng 122 đồng xu, 53 đồng rơi vào mặt ngửa và 69 đồng rơi vào mặt sấp. Ê, thế vậy là tỷ lệ không phải là 50-50 nha các bạn. Rõ ràng tỷ lệ đang rất là bị nghiêng về cái mặt sấp nha. Cái game này nó chơi mình rồi. Lại sấp. Cái gì vậy? Đấy, ngửa hơn là hợp lý rồi đấy. What? Ảo ma Canada vậy? What? Toàn sấp không ạ? Bây giờ số lượng búng sấp của mình đã hơn gần 20 so với cái lần búng ra mặt ngửa. Ê, đen quá nha. Có cái điểm gì mà để nâng cấp mà để cho nó chỉnh được cái tỷ lệ không? Có này, chỉnh được tỷ lệ để búng ra được mặt ngửa mặt sấp, nhưng với cái giá là 150.000 đô. Úi dồi ôi. Bên này có cái nâng cấp nào mà rẻ rẻ không? 500. Tự động búng xu. Đây rồi, mỗi một lần nâng cấp tự động búng một đồng xu cho mình. Được, 500 thôi. Mình sẽ có một cái auto click có sẵn trong game. Đấy, đúng rồi đấy. Nó phải là như vậy chứ. Bây giờ chứ game này bây giờ mà tưởng tượng là bây giờ mình mua thêm một đống bàn tay nữa thì lấy đâu ra chuột mà mình bấm cho nổi, đúng không? Phải có một cái auto tung. Ra được thêm đủ tiền cho một đồng xu nữa. Liệu mình nên mua không nhỉ? Mua đi. Rồi, bây giờ chúng ta có tam giác vàng.
Búp, búp, búp. Đấy. Bây giờ mình chỉ di với một tốc độ vừa phải là mình có thể bấm liên tục được rồi. Và nâng cấp nữa để có được bàn tay thứ tư là tốn đến 2,19 nghìn đô. Cũng được, cũng được. Một lần nữa thôi. 500, let's go. Tự động búng xu. À, nó búng cho cái đầu tiên của mình. Ok, vậy là bây giờ mình chỉ tập trung vào hai cái này thôi. Và nâng cấp tiếp theo là 3,7 nghìn đô. Rồi, bỏ qua đi. Nhưng bây giờ một lần bấm của mình đã lên 26 đô một lần tung đồng xu ra được mặt ngửa. Cứ dần dần đi rồi mình sẽ đạt tới được con số 1.000 đô đầu tiên sự nghiệp. Nhanh thôi, nhanh thôi. Và mình đã có 1.000 đô đầu tiên. Yeah. Chỉ cần thêm một lần nữa thôi là mở được cái 2.000 đô rồi. Hơi cực nha, hơi cực nhưng không sao. Từ từ thì khoai bây giờ. Xong, đã đủ. Nào, nâng cấp, let's go. 76 đồng một lần búng. Nó phải như thế. Mở khóa được, nắm đấm mạnh hơn. Cộng 500 đô mỗi lần búng được ra mặt ngửa. Nhưng mà với cái giá là 60.000 thì cũng hơi đắt đấy. Thật sự, à, thật ra. Ôi, sắp đủ rồi. Ê, sắp đủ được 3,7 nghìn rồi. Đúng rồi. Mình cần thêm một cái auto click nữa. Chứ bây giờ con người mình có 2 bàn tay thôi. Bây giờ có 4 bàn tay rồi. Chỉ búng được 2 cái thôi. Nào, cố lên. Sắp đủ rồi. Đã đủ và auto. Bây giờ là 2 cái bàn tay phía trên sẽ tự búng. Đấy. Mình chỉ cần lo cho 2 bàn tay ở dưới là xong rồi. Bây giờ thì mình đang ít. Thì mình có thể chơi gamble đi ha. 50% nhân đôi tiền đang là 3.000 đô. Nhân lên là thành 6.000 đô. Giúp cho mình có thể nâng cấp được rất nhiều luôn. Yay. Thử phát nha. Chả lẽ lại xui như thế nhỉ. Nào, 3, 2, 1. What the hell? Rồi các bạn nha. Rút ra kinh nghiệm là gì? Đừng chơi cá độ. Oh, mình vừa được một cái lucky coin cộng đến 300 bao nhiêu đô đấy. À, đó là dấu hiệu của may mắn. Quay trở lại luôn, 2.000 đô. Đúng rồi. Ý đồ của game bảo mình là hãy chơi thêm một lần nữa. À, được, đúng rồi. Thêm một lần nữa thôi. Lần cuối thôi nhá. Nào. Mình đã sai rồi. Đúng là chúng ta không nên dính dáng vào những cái thứ mà liên quan đến đỏ đen rồi mà cờ bạc, cái gacha các thứ là đừng có chơi nhá. Chỉ có mất tiền thôi. Hai lần lên được 3.000 đô và đều bị mất, là mình đã mất đi 6.000 đô rồi đấy. Chỉ bằng một nút bấm mà thôi. Trong khi tiền đó mình dùng để mình nâng cấp tri thức để học tốt hơn, để lên được 100 đô một lần búng. Đâu xem nào. Mình lên 100 đô đi. Đây. 96 ở đây. 97, 98, 99, 100. Đấy. 100 cho số cho nó tròn. Đấy, hợp lý hơn rồi đấy. Cứ phải chơi mấy cái trò gamble rồi gacha để ra được cái là không, là không nên các bạn nhá. Không nên nhá. Rồi đó, thấy chưa? Kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình nó luôn luôn có ích nha. 4.000 đô rồi. Nếu mà bây giờ mình mà chơi này mà ăn được thì mình sẽ lên được tầm 8.000 đô. Không, mình có 5.000. Chơi một phát lên 10.000 luôn. Tỷ lệ 50-50 thôi mà. Hai lần trước mình trượt rồi, chả lẽ lần thứ ba lại trượt nữa. Nhỉ. Chả lẽ trước khi quay video mà mình cũng phải thắp hương lạy các cụ à? Chơi game là game kỹ năng mà. Tại sao lại như thế? Trời ơi. Không được. Mình phải phục thù. Còn 2 lần nữa. Rồi. Đã chơi được 3 lần rồi, chả lẽ 2 lần nữa lại không chơi, đúng không? Chơi cho nốt đi. Đã thế đây. Lên 5.000 nào. Lên 5.000. Chơi một phát lên 10.000, xong rồi 10.000 lên phát 20.000 luôn. Chả lẽ 5 lần thử mà lại trượt hết cả 5 lần, đúng không? Rồi, 5.000 rồi. Nào. Lên một phát là lên cho mình tận 12.000 này. Let's go. Cái game này rõ ràng là cái game này nó rất là mất dạy luôn. Không thể tin được luôn ạ. Không thể tin được là 4 lần liên tiếp đều trượt, trong khi tỷ lệ là 50-50. Tại sao lại 4 lần liên tiếp trượt được nhỉ? Đã thế, mình không chơi cái trò 5.000 nữa. Mình sẽ lên đến tầm, mình sẽ cho nó lên đâu 60.000 đúng không? 60.000 để nâng cấp đúng không? Rồi, ok, được, từ. Thôi này, mình chỉ muốn đủ lên nhân đôi để được tầm 12.000 đô để búng thêm một đồng xu nữa thôi. Mà sao game nó khó khăn với mình thế nhỉ?
Ơi ơi, còn có một lần duy nhất thôi để mà thử. Hay thật ạ. Rồi, mình sẽ lên 10.000. Mình sẽ bấm cho tự ý có thể game điểm báo rằng là hãy tự bấm búng xu lên 10.000 đi. Rồi tao sẽ nhân đôi ra cho mày để mày lấy hết tất cả những gì đã mất. Nãy giờ mình mất, các bạn có thể tính được mình đã mất bao nhiêu nghìn đô vào cái trò xoay này chưa? Cái trò mà gacha này chưa? Nào, quả này 10.000 này. Quả này 10.000 này. Rồi ok, 10.000 đô rồi nha. 10.000 đô rồi nha. 20.000 đô này. Lạy các thần may mắn, lạy ông bà trên cao phù hộ độ thì cho con một lần thôi. Một lần duy nhất này thôi, con trượt 4 lần rồi, cho con một lần này ăn thôi. Con xin đúng lần này thôi ạ. Let's go! Sao năm lần liên tiếp đều có thể trượt được? 3. Không bao giờ luôn á, mày thề. Cái này, ngay thật sự đó, cái này là mình không có đang gọi là tạo nội dung nha. 5 lần liên tiếp đều trượt. Tốt nhất là chúng ta, đáng ra là mình nên nghe chính bản thân mình cách đây vài phút. Sau cái lần mình thử chơi gacha lần đầu tiên là thôi bỏ đi mà làm người. Nó không có ai cho không mày cái gì đâu. Có cái thứ gì mà trên trời rơi xuống miễn phí á, chỉ có hai thứ thôi. Một là mưa, thứ hai là cứt chim. Chứ không có cái gì mà ngon ăn tiền rơi trên trời rơi xuống đâu. Ai, khốn khổ dân tôi. Thôi được rồi, nó muốn thế thì mình đành chấp nhận vậy. Tự chơi vậy. Trời ơi. Trời ơi. Mà chú bé, thật sự luôn ạ. Tôi nói đây, mua nước này đi. Đấy, mua được cuối cùng thì sau, cuối cùng thì chúng ta chỉ có thể mua được đồ đạc, mua được, sở hữu được những thứ trên đời này bằng chính sức lao động bản thân thôi. Chứ không thể nào mà trông chờ vào những cái trò đánh bạc được. Hết, đúng luôn là hết hứng chơi luôn ấy. Hà là nó trượt cho mình trượt 4 lần, nó thả cho mình trúng 1 lần đi, thì mình có cái động lực mình chơi tiếp. Đằng này trượt cả 5 lần. Thế nên là cho dù là có bao nhiêu đây, mình mới mở khóa được có 4 nâng cấp thôi. Còn chục cái nâng cấp nữa chưa mở khóa. Rồi bên này còn một đống này mình cũng chưa bấm thử là gì. Nhưng mà mình sẽ vứt cái game này đi nha. Nếu mà các bạn muốn mình vào một ngày đẹp trời nào đó thử vận may lại với cái trò chơi này thì hãy bấm like cho video này để đạt tới được con số trên 5.000 like đi. Mình sẽ làm tập 2, cố gắng kiếm được 1 triệu đô chỉ bằng việc tung đồng xu. Còn bây giờ thì thôi, mình về nhà mình trồng hoa rồi nâng cấp nó, tiêu diệt quái vật cho nó nhẹ người. Kiếm tiền vất vả quá các bạn ạ. Hãy bấm vào video này để về vườn cùng mình nhá.